Đây là mô hình một chiếc cầu đang nằm trên một trục đường chúng ta cho là hay bị ách tắc giao thông và ngập lụt, nằm trên một con đường ngược chiều, song song với đường ngược chiều. Chiếc cầu này đang nằm trạng thái bình thường, chảy dọc một con phố hay bị ách tắc, và chúng ta cho rằng tuyến đường ngược chiều với chân cầu hay bị ách tắc, và chiếc cầu đang thiết kế một cách đang nằm bình thường và đến giờ cao điểm hay bị ách tắc, mà chúng ta sẽ hạ hệ thống cầu xuống. Và cầu được thả xuống. Và tuyến đường này giờ cao điểm, hệ thống ô tô và xe máy được đi lên cầu. Cần trên cầu dành cho xe 4 chỗ và xe gắn máy. Đi qua tuyến đường ách tắc và ngập lụt, ta được xuống cũng bằng một chiếc cầu. Chiếc cầu được thiết kế nằm gọn trên đường, nhưng hai tuyến đường trên và dưới ô tô đều tham gia được. Đây là hệ thống nhà đường phố và vỉa hè dành cho người đi bộ. Chiếc cầu này được thiết kế giống như một chiếc cầu treo. Vật liệu bằng sắt. Hệ thống lắp ráp rất nhanh. Thi công rất gọn nhẹ, không ảnh hưởng đến tham gia giao thông của rất nhiều. Và diện tích chân cầu mố cầu cũng nằm trên các dải phân cách, không ảnh hưởng đến diện tích đi lại của rất nhiều, và một phần nhỏ của vỉa hè. Và khi hết giờ cao điểm, chúng ta có thể khởi động motor và kéo đầu cầu lên, trả về vị trí ban đầu, tức là không ảnh hưởng người tham gia giao thông đi lại.
Đấy, người con nhìn rõ. Trên đầu cầu, hệ thống này được gắn motor. Motor hình thức động cơ bằng tời. Khi nào ta đóng điện và cho khởi động, bật nút treo lên hoặc thả xuống. Và đây là hình mô phỏng và sơ bộ là như thế. Có thể chiếc cầu bắc qua hệ thống đèn đỏ ngã ba ngã tư nhưng không ảnh hưởng đến người tham gia giao thông nhiều.